Xin chào các bạn đến với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay em giới thiệu các bạn một xe đạp đua Aima được sử dụng bộ group chuyển động Shimano Soza, khung là khung nhôm, bánh vành cao bản 4 phân. Xe thì một cái thương hiệu xe đạp điện rất là quen thuộc với các bác chơi xe tại các bác sử dụng xe tại thị trường Việt Nam rồi. Thương hiệu Aima, khung nhôm. Hôm nay về một chiếc xe tông màu đen, chiếc chỉ đỏ rất là đẹp, cực kỳ là thể thao. Do là đã qua quá trình sử dụng và là xe bãi nhập khẩu về nên là nó xuất hiện những cái vết xước không thể tránh khỏi. Còn tổng thể xe thì cũng còn tương đối là đẹp, thương hiệu Aima. Sử dụng full bộ chuyển động của Shimano Soza, đó là một cấu hình tầm trung Shimano Soza cũng tương đối là ngon. Đùi trục rỗng, đặt đĩa Shimano, đôi phanh ba mảnh cũng full net Shimano Soza, đôi tay lắc. Sử dụng bộ vành nhôm cao bản khoảng 2 phân, dày khoảng 2 phân, rất là đẹp. Mayer quad đô. Bộ lip, đĩa lip ở đây sử dụng là 9 lip và 3 và 2 đĩa cho 18 phân bộ khác nhau, đủ đĩa trục rỗng. Dẫn sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà em đưa lên kênh, thì các bác ấn vào mũi tên trỏ xuống ở đây. Thì giá bán của chiếc xe em sẽ để ngay phần tiêu đề của video. Còn ngoài ra thì những chiếc xe mà ở phần giá em để chữ xôn như này, tức là xe đã bán. Còn ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh, ấn nút chuông chọn tất cả để nhận được những cái thông báo về những cái thông báo mà những chiếc xe mà em đưa lên thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video. Xe đo từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 46 cm, từ khóa yên tới tâm cổ phốt là 50 cm, thì xe của các bác đi từ khoảng 1m62-63 đến 72-73 thì phù hợp. Động 9 lít 2 đĩa cho 18 tốc độ khác nhau. Bộ Soza. Và chiếc xe đang được bán với mức giá chỉ có là 9 triệu bao ship toàn quốc, tất cả các bác chuyển hết 100% tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác có đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả nút chuông để nhận những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác vẫn đang đưa lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong video lần sau.